chào các bạn tin nhanh 24/7. Hàng nóng phiên bản con tay 125cc mới cống, làm háo hức dân chơi Việt và chốt giá cực ngon 27 cũ. Phiên bản con tay là mẫu xe mới sẽ bán ở Việt Nam trong thời gian tới. Star XA125FI với kiểu dáng thể thao sang trọng và công nghệ hiện đại sẽ là cái điểm nhấn đáng chú ý dành cho người tiêu dùng. SUV Việt Nam đã chính thức ra mắt cái dòng sản phẩm xe máy mình, Star XA125FI phiên bản con tay mới nhất. Đây được xem là dòng xe đối thủ xứng tầm với những dòng xe số sở hữu có động cơ 125 phân khối mới nhất của hãng SUV. Và được biết, đây được xem là dòng xe máy đạt được 4 tiêu chí của người tiêu dùng: với công nghệ hiện đại, kiểu dáng nổi bật, tiện ích ưu việt và an toàn tối đa là những gì mà hãng xe SUV Việt Nam dành cho chiếc xe máy Star XA125FI phiên bản con tay. Với động cơ là EcoTech hiệu suất cao, bảo vệ môi trường, tích hợp phun xăng điện tử FI hệ thống mới nhất, mã lực mạnh, tiết kiệm xăng vào khoảng 1,4 lít trên 100 km, động cơ EcoTech thiết kế hoàn toàn mới cho cái mình xe số 125cc với xi lanh bằng hợp kim nhôm có độ bền rất cao và tản nhiệt rất tốt, và các chi tiết kỹ thuật của động cơ này được thiết kế theo tiêu chuẩn hoàn toàn mới. Với diện mạo mới, kiểu dáng sang trọng, mẫu xe này được nâng cấp đáng chú ý nhất ở phần mặt đồng hồ thể thao, giúp đo tốc độ dạng analog và tích hợp thêm màn hình LCD hiển thị rất nhiều thông tin cho xe. Đúng chuẩn là dòng xe thích hợp cho những bạn trẻ yêu thích cái sự mạnh mẽ và cá tính. Star XA125FI có hai màu giúp bạn có nhiều sự lựa chọn, đó là đỏ đen và đen xanh. Đây là những màu mang phong cách thể thao dành cho những bạn có cá tính mạnh mẽ. Để giúp bạn có thể chứa được nhiều vật dụng hơn khi ra ngoài, hốc chứa đầu rộng và có thể chứa được một mũ bảo hiểm nửa đầu hoặc vài vật dụng cá nhân khác. Cái thao tác mở yên cũng thuận lợi hơn với nút bấm Stay Up và chỉ có một thao tác là bấm, ổ khóa tự động đóng và tăng hiệu suất chống trộm. Ngoài ra với thiết kế phục trước là dạng ống lồng, giảm sóc sau dầu, phục sau bằng lò xo trụ đôi, tích hợp thêm bồn dầu, giúp xe vận hành êm ái hơn. Hệ thống phanh đĩa trước và sau với hai piston kẹp, lực phanh sẽ nhẹ nhàng hơn, chính xác hơn. Bánh xe sau to hơn, 120x77, giúp cho xe bám đường tốt và ôm cua an toàn hơn. Tuy nhiên với mức giá cụ thể cho mô hình Star XA125FI là 27.290.000 đồng, là mức giá rất hợp lý, xứng tầm cho những người tiêu dùng dễ dàng có lựa chọn và thay đổi. Theo khảo sát của 100 người tiêu dùng thì 98 người cho rằng họ yêu thích dòng xe này. Mức giá như trên của dòng xe con tay là khá hợp lý, phù hợp với túi tiền của rất nhiều bạn sinh viên. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.